Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỷ Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ, ngày Kỷ Mão tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ, kỵ tuổi Quý Dậu, Ất Dậu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Dậu, tuổi Ất Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương. Sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Dân Nhật thời đức tốt mọi việc. Sao Minh Đường Hoàng đạo tốt mọi việc. Sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao Thiên Thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao Phi Ma Sát kỵ về giá thú, nhập trạch. Sao Trùng Tang kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà mới. Sao Trùng Phục kỵ về giá thú, an táng. Sao Quả Tú xấu đối với cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chính Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn, khi với bà tuổi Tý đang có sự vô lễ, thường thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của những người xung quanh. Với bà tuổi Tý trong ngày này, hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc mọi người chiều theo ý của mình là hiển nhiên. Bạn cũng nên tránh đối đầu với người lớn tuổi trong ngày hôm nay nữa nhé. Và trong ngày thứ tư này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy ngày hôm nay với bà tuổi Tý dễ rơi vào tình huống khó xử, có thể đó là sự bất đồng ý kiến của bạn với cấp trên. Và với bà tuổi Tý, đừng quá cố chấp với ý kiến của mình, cấp trên sẽ cảm thấy rằng bạn là một người không hiểu điều gì cả đó nhá. Trong ngày này với bạn tuổi Tý á, cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bản mệnh hôm nay trong chuyện tình cảm bạn cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho bản thân mình hay là cho công việc. Bạn hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc của đôi bên nếu không muốn tình cảm giữa cả hai trở nên lạnh nhạt đi nhá. Về câu quyết của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này
Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, làm việc chăm chỉ, công lao sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, phát huy được điểm mạnh và đặt ra những đích đến có tham vọng hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đang có sự mâu thuẫn, bất đồng với cấp trên. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chia sẻ với nửa kia những khó khăn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa, yên ấm. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 16, số 92, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trở nên cởi mở hơn với những ý tưởng và những quan điểm mới mẻ khi mà bạn đang có được thực thần đưa tới. Với bạn tuổi Sửu trong ngày này vẫn muốn tiếp tục những ý kiến, những quan điểm cá nhân cũ thì bạn hãy chia sẻ với những người có nhiều kinh nghiệm sống để có thể có được những lời khuyên giá trị từ họ nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm gia đình của bạn đang rất hài hòa, với bạn tuổi Sửu là một người dịu dàng và biết quan tâm, chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Bạn tuổi Sửu luôn muốn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của bản thân để vợ chồng cùng thảo luận và đưa ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất. Và xem tử vi cũng cho thấy ngày hôm nay là ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu, ngày này theo hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy với bạn tuổi Sửu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, bạn cũng nên xem xét và xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ vướng vào chuyện tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cứng đầu, không nghe theo ý kiến của bất cứ ai. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, không nên sống ích kỷ, chỉ biết quan tâm tới bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình cảm vợ chồng không được hòa hợp cho lắm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, hãy tâm sự với nửa kia của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 70, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay gặp được nhiều điều kiện thuận lợi trong công việc khi bạn đang có được đồng nghiệp nhiệt tình giúp sức. Và ngày này với bạn tuổi Dần là một ngày may mắn, vì vậy bạn nên bắt tay vào thực hiện ngay những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ, chớ nên bỏ lỡ thời cơ đến với mình nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, mặt tích cực của ngày hôm nay là bạn đang có được chính ấn nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Dần sẽ tìm ra một cách thức mới cho đời sống thay vì bỏ cuộc. Và ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã có mọi thứ đủ rồi, bạn vẫn nên có những động lực để dẫn bước theo những tham vọng hơn nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm gia đình của bạn đang rất hài hòa và nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe tâm sự của bạn. Bạn cũng đừng có giấu giếm những tâm sự ở trong lòng, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để cùng tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này:
Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy dễ mâu thuẫn với bạn bè, cấp trên, cần phải chú ý trong cách cư xử của mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, nóng nảy, dễ bị kẻ tiểu nhân kích động. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, hãy học cách bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, suy nghĩ cho kỹ càng trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, không nên xuất hành hoặc là khởi công xây dựng trong ngày này nhé. Về đánh giá của bạn tử Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 57, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão có thể sẽ phát huy được khả năng, năng lực của mình, đặc biệt là đối với những bạn liên quan tới ngành nghề, nghệ thuật, khoa học, dịch vụ. Và một số việc bạn làm trong ngày hôm nay có tính thẩm mỹ cao, nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người nữa nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy thay vì đắm chìm trong công việc, bạn mệnh hãy tạo ra cho mình có được thời gian thư giãn, như thế là dành thời gian đi massage hoặc là một liệu pháp giúp cho thư giãn về tinh thần sẽ giúp cho bạn cải thiện được rõ rệt về sức khỏe, về tinh thần nữa nhé. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 24 tháng chạp năm Tân Sửu, theo nhị thập bát tú hôm nay là ngày tốt, vì vậy với bạn tuổi Mão có thể thực hiện các công việc như là xây cất về nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, xây dựng, tháo nước, các vụ việc làm thủy lợi, chặt cỏ, phá đất hay là khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt sẽ có quả lớn và nhận được nhiều thành tựu về sau này. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão, khi xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, bạn cũng cần phải chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy đề ra những mục tiêu có tham vọng hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, công việc có những chuyển biến rõ rệt. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tin tưởng hơn vào tương lai của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, chú ý rèn luyện về bản thân mình ngay từ bây giờ. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 90, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang chịu nhiều tác động xấu của cục diện ngũ hành tư hại, cho nên với bạn đang có điểm báo một ngày không được yên bình với mình. Vì vậy với bạn tuổi Thìn, hãy chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối mặt với đủ loại thị phi ở chốn công sở. Với bạn tuổi Thìn đang có những lời đặt điều sai trái về bạn và có thể khiến cho bạn phải ức chế, thậm chí là bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần nữa. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, bạn rất dễ có những suy nghĩ bi quan với sự tác động của thương quan chiếu mệnh gây ra. Thậm chí với bạn tuổi Thìn còn có những suy nghĩ bỏ cuộc vì áp lực công việc quá nặng nề. Tuy nhiên, nếu như bạn hành động nông nổi thì về sau này bạn sẽ phải hối tiếc nữa đấy. Và bạn tuổi Thìn, bạn có biết mình là quân giáp sẽ phát tài trong năm Nhâm Dần này hay không? Vì vậy, bạn hãy tự tin mà vượt khó nhé. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 24 tháng chạp năm Tân Sửu và theo hại thượng lạn ông, ngày này nhân thần nằm ở thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy với bạn tuổi Thìn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, gia đình có sự lục đục, vợ chồng mâu thuẫn lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nên đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, chú ý trong cách ăn nói, không nên làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hãy học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn, sẽ giúp cho bạn có được sự tiến bộ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên nghĩ tới việc hãm hại người khác nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 71, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp họa kiếp tài giáng mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ dễ vướng vào chuyện tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn tuổi Tỵ bạn quá cứng đầu, không muốn nghe theo sự sắp xếp cũng như là không chịu thỏa hiệp với bất cứ ai thì cái điều này rắc rối sẽ kéo đến với bạn là khó có thể tránh khỏi được. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề tốt tới vấn đề sức khỏe của bạn. Do đó, thay vì để cho bản thân mình bận rộn quá nhiều với công việc thì ngày hôm nay bạn hãy cố gắng sắp xếp công việc để được thư giãn, cho mình được thả lỏng. Khi nạp đủ năng lượng thì bạn mới có thể có được một tinh thần tích cực để chuẩn bị đón ngày mới được nhé. Và ngày này xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, dễ vướng phải thị phi ở chốn công sở, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối phó. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nửa kia luôn thấu hiểu và ủng hộ mọi quyết định của bạn trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy giữ tỉnh táo trước những khó khăn, cư xử đúng mực với mọi người. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không nên bốc đồng, dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy bỏ ngoài tai lời nói xấu, đặt điều không đúng về bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 88, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tý. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, trong ngày hôm nay bạn trải qua một ngày không được mấy thuận lợi. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Ngọ là khi có xích mích với ai đó trong ngày hôm nay hay là với người bạn đời của mình thì bạn cần phải hạn chế bản thân mình, kẻo lại lỡ lời gây tổn thương cho đối phương. Và bạn có biết rằng những lời nói tuy là vô tình nhưng lại có lực sát thương rất chi là lớn và lâu dài hay là không nhé? Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy về trong lĩnh vực sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay đang có điềm báo dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, và chẳng ai muốn bản thân mình phải chịu thiệt thòi cả. Nhưng với bạn tuổi Ngọ cũng không nên vì thế mà chủ động làm tổn thương tới người khác, đừng biến mình trở thành con giáp dễ vướng phải họa thị phi bạn tuổi Ngọ nhé. Và xem tử vi cũng chỉ cho rằng ngày hôm nay là ngày 24 tháng chạp năm Tân Sửu, với bạn tuổi Ngọ nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Trong ngày này bạn cũng nên tránh làm những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa hay là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng có giá trị để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé.
Về câu quýt cho bạn tử ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, sẵn sàng chấp nhận thách thức. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, kiên trì hơn, đừng có bỏ cuộc khi vấp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nóng vội quá mức nên dễ dẫn đến sai sót. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, hoàn thành tốt công việc được giao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nhân duyên với người khác giới được tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 55, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho những bạn đang còn độc thân có thể sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong ngày hôm nay. Và ngày này, đối với những ai đã có gia đình rồi thì dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày. Vì vậy, bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình, đánh để cho bản thân mình phải sa ngã vì ham vui nhất thời nhé. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang cảm thấy rất nhiệt huyết hơn trong những việc mình làm và hăng hái hơn trong những thách thức mới như là tham gia thi cử, ứng cử hay là xin việc. Bạn mệnh tuổi Mùi thường bắt tay vào việc làm ngay mà không hề chần chừ, do dự dù đó là công việc có khá khó khăn đến đâu đi chăng nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho bản mệnh có được cơ hội để thể hiện một phần năng lực, tài năng của mình. Điều mà từ trước tới giờ bạn chưa có được cơ hội. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mùi, hãy lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh, những người có nhiều kinh nghiệm để biết mình có thể làm được những điều gì giá trị hơn và phù hợp với năng lực của mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, giữ khoảng cách với người khác giới, đừng có để cho kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng có để cho người thân bị tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, nhiệt tình, hăng hái nhưng cũng có lúc bốc đồng và mù quáng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, thay đổi những mặt tính cách chưa được tốt của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên khởi sắc hơn. Với bạn tuổi Thân, sự cố gắng trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua đã được cấp trên ghi nhận và hôm nay bạn có thể nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn nữa trên phương diện sự nghiệp của mình nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, nếu như bạn có gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả những suy nghĩ ở trong lòng. Như vậy chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề và mệt mỏi hơn mà thôi. Bạn hãy tâm sự với nửa kia của mình hoặc là những người mà bạn luôn tin cậy nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy hôm nay thiêu nhị thập bát tú được xem là ngày tốt. Vì vậy, bạn có thể thực hiện nhiều công việc như là khởi công, tạo tác, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, xây dựng, tháo nước, các vụ việc làm thủy lợi hay là khai trương, xuất hành đều tốt. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đạt được kết quả tốt nhất. Bạn cũng không nên chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn nhé.
Về câu quýt cho bản tuổi thân trong ngày thứ tư này, về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, làm việc vất vả nhưng được hưởng thành quả xứng đáng với công sức của mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, chớ nên bi quan. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, hâm nóng cảm xúc đôi bên. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, thay đổi thói quen xấu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, có ý thức rèn giụa bản thân mình để tiến bộ hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 61, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay rất dễ vướng phải những tranh chấp với bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Với bạn tuổi Dậu cần phải giữ vững lập trường của mình, không để cho những lời đồn thổi hoặc là tiền tài che mờ mắt mình nhé. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này khuyến khích bạn muốn mở rộng tầm hiểu biết của mình về tiền bạc, nhờ đó mà bạn tháo gỡ được những thắc mắc liên quan tới vấn đề về tài chính. Bạn tuổi Dậu, bạn sáng tỏa hơn về các vấn đề liên quan tới tài chính, càng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về tương lai của mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này sẽ không hề tốt cho bạn. Vội vàng và dù bạn đã sẵn sàng đi tiên phong, nhưng nếu như bạn quá nóng vội, bạn sẽ rất dễ gặp phải chướng ngại, trở ngại và tốn thời gian để khắc phục những hậu quả do mình gây ra. Vì vậy, với bạn tuổi Dậu, bạn không muốn mình lúc nào cũng phải một mình để khắc phục những khó khăn. Chính vì vậy, bạn cần phải khắc phục nhược điểm quá nóng vội của mình nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ bi quan, có ý định bỏ cuộc, không nên hành động nông nổi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tự đánh giá bản thân mình, không nên đổ lỗi cho người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tính cách nóng nảy, dễ đắc tội với người khác. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, lạnh nhạt với nửa kia của mình, vợ chồng có sự bất hòa. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tâm sự với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có lục hợp xuất hiện. Cái điều này sẽ giúp cho bạn mối quan hệ giữa bạn với người nhà đang rất hòa hợp và hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải những vấn đề khó khăn hoặc là bế tắc trong cuộc sống để cùng nhau tìm ra cách giải quyết sao cho phù hợp nhất. Trong công việc với bạn tuổi Tuất ngày thứ tư này cho thấy dù bản mệnh là người thẳng thắn, nhiệt tình nhưng đôi khi với bạn lại trở nên bốc đồng và nóng vội, thậm chí là hành động một cách mù quáng bởi bạn đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh gây ra. Nếu như bạn tuổi Tuất không sửa đổi mặt tính cách này, bạn khó nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nữa đó nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho hỏa vượng. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều về các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Lối sống tiết kiệm cũng giúp ích cho bạn rất nhiều trong khoảng thời gian này. Và khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền thì với bạn tuổi Tuất luôn có được sự dư dả, thậm chí là có tiền đầu tư. Bạn cần phải duy trì lâu dài về thói quen tốt đẹp của mình này nữa bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng có điềm báo, có sự mâu thuẫn với nhau. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, rất dễ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người có địa vị cao trong xã hội. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, vướng vào chuyện tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, hãy học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, giữ vững lập trường, không nên để cho đồng tiền làm mờ mắt mình.
Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 76, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang rất mặn nồng, và lúc này mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình cũng vô cùng là hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Với bạn tuổi Hợi tin tưởng rằng người nhà luôn ủng hộ và động viên mình một cách kịp thời nữa. Lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn có ý thức nhạy cảm hơn để cư xử rất phải phép. Cách bạn thể hiện bản thân mình tế nhị, biết lắng nghe sẽ giúp cho bạn được nhiều người yêu mến trong ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo một ngày làm việc có phần vất vả, dù kết quả đạt được chưa chắc đã như bạn mong muốn. Nhưng với bạn tuổi Hợi cũng đừng quá bi quan hay là chán nản, hãy coi như đây là cơ hội để cho mình rèn luyện bản thân mình được tốt hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gia đình có được sự hòa hợp, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, có được sự chu đáo, biết quan tâm tới người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nghiêm túc trong công việc, có được cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, được cấp trên đánh giá cao vì những cố gắng của bạn trong thời gian vừa qua. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 84, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào lại.